Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Sáng nay, sau khi chúng tôi gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề rút quân Hoa Kỳ khỏi Syria, tạo nên một trong những sự kiện quan trọng mà tất cả các nhà bình luận chính trị trên thế giới đều bàn cãi đến. Quý vị cho phép chúng tôi trở lại Thụy Điển, một trong những sự kiện mà hàng năm Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển đưa ra tất cả những giải thưởng có gọi là giải thưởng Nobel. Đây là một trong những giải thưởng cao quý, bao gồm 910.000 đô la cho những người trúng giải. Và đây là một trong những cái sự kiện mà có thể nói làm cho người ta quan tâm đến vấn đề phát triển cả về mọi tất cả các lĩnh vực, từ vấn đề vật lý cho đến y khoa và đặc biệt văn chương. Và chúng ta cũng không quên nói đến giải Nobel Hòa Bình là một trong những giải thưởng quan trọng đối với tất cả các chính khách và tất cả những người phục vụ cho một cái nền tảng hòa bình trên thế giới. Việc trước tiên chúng tôi nói đến tất cả sự kiện, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển đã vừa mới tuyên bố 3 nhà khoa học đã được nhận giải thưởng về Nobel mà chúng tôi gọi là y sinh hoặc là vấn đề y tế, y khoa. Và 3 người này sẽ chia ra một cái số tiền là 910.000 đô la. Xuân Quỳnh lấy được tất cả các tin tức đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển cho biết năm nay người nào sẽ là những người được vinh dự đó, thưa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, 3 nhà khoa học đã đoạt giải Nobel y sinh năm nay gồm có 2 nhà khoa học Mỹ và 1 nhà khoa học đến từ Anh, có tên là William Kelling, Grace Samenza và Peter Gratcliffe, đó là 1 nhà khoa học đến từ Anh, đã đạt giải thưởng vào tại Thụy Điển. Và phát hiện của các nhà khoa học đã đoạt giải Nobel năm nay cũng cho thấy rõ cơ chế của một trong các quá trình thích ứng quan trọng nhất của sự sống. Theo một tuyên bố được Hội đồng Nobel Thụy Điển có đoạn trích, nghiên cứu của các nhà khoa học trên đặt trên nền móng để chúng ta thấu hiểu mức độ oxy ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng chuyển hóa và sinh lý của tế bào. Cảm biến oxy là vấn đề cốt lõi trong nghiên cứu rất nhiều loại bệnh. Hội đồng Nobel đánh giá rất là cao những nỗ lực không mệt mỏi của các phòng thí nghiệm và các công ty đang diễn ra hiện nay đang tập trung vào những cái phát triển của các loại thuốc có thể can thiệp vào các bệnh tật bằng cách là kích hoạt và ngăn chặn các cơ chế cảm biến oxy. Công trình nghiên cứu của các 3 nhà khoa học đã được thiết lập sự hiểu biết về mức độ oxy và đặc biệt là mức độ quan trọng trong việc điều trị các bệnh như là bệnh thiếu máu, ung thư và các nhiều bệnh quan trọng khác. Lại nhìn chúng ta nói đến một trong những sự kiện quan trọng đó là giải Nobel về vấn đề y khoa. Mà tất cả những sự kiện này, năm nào người Hoa Kỳ chúng ta cũng được một cái vinh dự là có một trong những 3 người, có thể nói là thường thường chia đều cho 3 người. Nhưng trong 3 người này thì họ chia được một cái số tiền là bao nhiêu tất cả nè? Thưa quý vị, số tiền đó chính là 913.000 Mỹ Kim ạ. Wow, 900 cho mỗi người phải không? Hay là sao? Mỗi người như vậy là được 9.000 tới 930.000 đô la cho mỗi một trong những người gọi là được cái vinh dự đó. Trong bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến một trong những sự kiện đến những cái vấn đề gọi là vật lý. Thì năm nay tất cả các giải thưởng về cho những nhà vật lý ở trên thế giới nổi tiếng cũng được diễn ra. Và người ta cũng đã thấy một trong những nhà khoa học gia của Hoa Kỳ cũng đã được nhận cái gọi là cái vinh dự đến với giải thưởng Nobel cho vật lý. Đó là tuần tự những ngày tháng kế tiếp sẽ có những người, và trong thứ 6 tới đây họ sẽ tuyên bố một trong những người sẽ được đoạt giải Nobel về vấn đề văn chương. Và là cuối cùng thì là một giải Nobel Hòa Bình. Chắc là giải Nobel Hòa Bình năm nay cũng sẽ được giao cho một trong những nhân vật quan trọng mà người ta nói đến, đó là bà Thủ tướng ở tại New Zealand, thưa Xuân Quỳnh. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà chúng ta cũng có thể nói rằng là vấn đề Hồng Kông. Lại nhiên đến bây giờ thì tất cả mọi sự kiện gọi là biểu tình tại Hồng Kông liên tục năm nay có thể nói rằng là đã mang đến một cái gọi là một cái bầu không khí mới ở tại Hồng Kông. Tất cả những sự kiện có thể nói rằng là Hồng Kông hiện nay đang đối phó với những cái cơn biểu tình có mang tính cách có thể là đưa đến những sự xung đột bằng bạo lực. Việc trước tiên chúng ta nói đến liệu bà Carrie Lam có thể đích thân nhờ đến sự can thiệp của Bắc Kinh hay là không? Chúng ta có thể nói rằng là hiện nay tình trạng biểu tình ở Hồng Kông đi đến một cái giai đoạn quyết liệt giữa những người tranh đấu cho một cái lý tưởng hòa bình, cho một cái lý tưởng nhân quyền và một lý tưởng tồn tại của một nền dân chủ tại Hồng Kông đã được tiếp diễn từ 4 tháng qua.
Chúng tôi có điều kiện ghé lại Hồng Kông, chúng tôi gặp gỡ một vài nhân vật, họ đã chia sẻ những cái quan điểm, nhưng có một cái điều họ lo ngại, đó là vấn đề bạo động thường xuyên có thể xảy ra trong tương lai. Liệu ai là người có thể ngăn cản tất cả những vấn đề bạo động đó? Họ đã xác định lại lập trường của những người sinh viên, của những người học sinh, những người giới trẻ. Chúng tôi tranh đấu cho một Hồng Kông, vì một Hồng Kông trong 28 năm tới đây sẽ thoát khỏi vòng 50 năm gọi là hai chế độ, một chính quyền. Tuy nhiên, điều mà người ta nói rằng tất cả những kẻ hở, tất cả những cái sự kiện đóng góp của giới trẻ cũng có khi đi đến một cái mức mà không thể ngăn cản được những cái cuộc biểu tình có nhuốm máu và có thể có sự kiện là đổ vỡ bởi những tình trạng gọi là bất bạo động. Có thể nói bạo động là một trong những vấn đề đã làm cho người ta cảm thấy khó chịu và có thể khó để giải quyết được vấn đề Hồng Kông trong tương lai. Vậy Hồng Kông có thể nhờ Bắc Kinh giải quyết vấn đề này, biểu tình này như thế nào? Thưa quý vị, trong một cuộc họp báo thì bà Lâm cũng đã cho biết rằng còn quá sớm để nói là liệu luật cấm đeo khẩu trang có hiệu lực từ đêm 4 tây tháng 10 hay không. Và bà cũng chia sẻ thêm, tôi chắc chắn mọi người đều đồng tình rằng đối với bất kỳ chính sách mới hoặc luật lệ mới nào sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để mà phát huy hiệu quả. Về phía lãnh đạo đặc khu không cần bàn luận về tuyên bố, thì quan chức hội đồng điều hành Hồng Kông đã cho rằng chính quyền có thể kiểm soát về phía Internet để ngăn chặn các tình trạng biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông. Quý vị, lại duyên bà lãnh đạo Hồng Kông, bà Carrie Lam đã cho biết không loại trừ khả năng chấp nhận sự giúp đỡ đến từ Trung Quốc đại lục để giải quyết vấn đề biểu tình hiện nay đang liên tục diễn ra ở tại đặc khu Hồng Kông. Lúc này tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên tự mình tìm ra một cái giải pháp, đó là giải pháp tìm ra một cái quan điểm của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh và cho rằng Hồng Kông nên tự mình giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, nếu tình hình vẫn tiếp tục tồi tệ, chúng ta sẽ không loại trừ bất cứ biện pháp nào nếu muốn Hồng Kông có một cơ hội khác, bà Carrie Lam đã phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm qua. Tất cả những sự kiện này, bà Carrie Lam đã khẳng định, chúng tôi cam kết nghiêm túc với việc sử dụng các công cụ chính trị, pháp lý và chính sách, bao gồm cả đối thoại để giải quyết một số vấn đề sâu rộng trong thành phố. Tuyên bố của trưởng khu đặc khu Carrie Lam được đưa ra trong một bối cảnh biểu tình Hồng Kông ngày càng diễn biến phức tạp và bạo lực kể từ khi nổ ra từ đầu tháng 6. Bà Lam đã thông báo rút toàn dự luật và đề xuất đối thoại với người biểu tình hồi đầu tháng 9. Nhưng những nỗ lực này không ngăn được những người biểu tình tiếp tục tuần hành vào tất cả những dịp ngày cuối tuần. Trước sự khó lường của biểu tình ở tại Hồng Kông, Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo sẽ can thiệp nếu sự việc vượt tầm kiểm soát của chính quyền đặc khu. Phát biểu trước ngày kỷ niệm Quốc Khánh, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ những thực thi mô hình của một quốc gia hai chế độ và duy trì quyền tự trị cao ở tại Hồng Kông. Nhưng tất cả những sự việc này đã được người dân Hồng Kông không mấy bằng lòng qua những cái sự kiện liên tục trong một cái khoảng thời gian kể từ năm 1997. Điển hình tất cả những cái nhân vật chủ chốt vào trong các cơ quan lập pháp và tư pháp ở tại Hồng Kông đều được bổ nhiệm bởi Bắc Kinh. Và sự kiện này đã cho thấy người dân hình như không có mấy có thể hy vọng vào một tương lai Hồng Kông sẽ được hưởng một cái quyền gọi là đặc biệt tự do mà người dân Hồng Kông mong muốn. Đó là lý do của những cuộc biểu tình. Chúng tôi đã có nói chuyện với một vài giới chức lãnh đạo sinh viên cùng giới chức học sinh, thì họ cho biết rằng ngày hôm nay chúng tôi làm việc không phải cho chúng tôi, mà chúng tôi làm việc cho những người con cái của chúng tôi. 28 năm nữa họ sẽ trưởng thành và họ sẽ thấy rằng họ cần có một cái chế độ và một cái xã hội tôn trọng con người, tôn trọng tự do, dân chủ, chứ không phải một cái xã hội như hiện nay Bắc Kinh đang áp đặt cho tất cả những người dân ở đại lục. Đó là lý do tất cả những cuộc biểu tình của chúng tôi vẫn tiếp tục. Và ngày nào chúng tôi chưa đạt được những thắng lợi đó, ngày đó chúng tôi cần phải nói lên tiếng nói của những người có bổn phận với cái bán đảo này, nơi mà tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng tôi đã đến đây gần một thế kỷ vừa qua để xây dựng được một cái nền dân chủ. Và hiện nay mà chúng tôi đang duy trì, và hình như cái sự duy trì của chúng tôi ngày càng gặp phải cái sự khó khăn đối với chính quyền đại diện cho chính quyền đại lục tại Hồng Kông, thưa Xuân Quỳnh. Đó là một vài sự kiện. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến tất cả những cái vấn đề này liên quan đến một cái đội bóng rổ có tên là đội bóng rổ Houston. Ngày hôm qua thì một Harden là một trong những có thể nói cầu thủ của đội
Houston Rocket đã tuyên bố xin lỗi với tất cả những người dân Trung Quốc, và họ nói rằng sau khi ông quản lý của đội bóng Houston đưa ra một cái tuyên bố rằng là ủng hộ những người dân Hồng Kông qua những cuộc biểu tình, thì đội bóng Houston đã có thể nói choáng ngợp với ông Yao Ming. Yao Ming hồi nay là bây giờ là một trong ngày trước kia là một trong những cầu thủ chơi cho đội tuyển bóng rổ của Houston Rocket, nhưng bây giờ ông là chủ tịch liên đoàn bóng rổ của Trung Quốc. Mà nếu như Quyền có điều xung Quyền có điều kiện đi qua tại Trung Quốc, thấy rằng cái môn bóng rổ là một trong những môn gọi là thể thao quan trọng nhất của người Trung Quốc. Và nếu tất cả những lời tuyên bố của đội Rocket nó gây một cái ảnh hưởng là không được, có thể nói là sự quảng cáo cũng giống như là sự ủng hộ của người dân Trung Quốc, thì đội Rocket này mất đi rất nhiều tiền. Và hôm qua thì Harden, người cầu thủ này, đã lên tiếng xin lỗi với tất cả những gì liên quan đến lời tuyên bố của ông quản lý đội bóng Rocket. Thấy đồng tiền có thể nói là đa kim ngân thì phá luật lệ, lấy đi cả cái nhân cách của con người. Sự kiện biểu tình ở Hồng Kông là một cái vấn đề mà toàn thế giới khâm phục, ngay cả Tổng thống Donald Trump, Quốc hội Hoa Kỳ và tất cả những quốc gia trên thế giới đều nhìn nhận đây là một trong những hành động lý tưởng cho một những người trẻ thực thi và đòi hỏi cái quyền dân chủ của họ. Thì trong lúc đó một đội bóng bụi, một tuyển Rockets của Houston, chỉ vì những cái đồng tiền mà có thể nói thay đổi cái quan điểm họ một cách nhanh chóng như là này thì không thể chấp nhận được. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.